Còn đấy mà có ô tô hôm sau mà nó phụt tưới vậy. Với MVP á, ngay xưa này á, mình đẩy cái đâm bụng lương cái xe đứng dậy liền. Khi là đèn đỏ là xe đấy nó giảm tốc độ rồi. Cho đến mình xe bồn nó đi, nó mới lít bắt liền. Khỏe được. Cái mình té có sao đâu. Thôi, đúng rồi, nghe cũng đã rồi, cái nghe nhẹ thôi mà ô tô kia nó đi sau bất ngờ kẹp tới, đúng không? Thì đúng là nó nghe nhẹ chứ, nghe nhẹ chứ, gì đã biết. Trên mạng anh coi cái có clip của Củ Chi đó, hai thằng á là chở nhau, bắt đầu là nó vượt, đèo lên thì nhỏ mà nó vượt cái thằng tải, bắt đầu là thằng kia không xin lại xuống nữa, không xử lý kịp, đẻ xuống, và thằng băng lốp, thằng bạn nó á, chứ không phải là nó, băng lốp em đi tiếp tục. Rồi xong, công an đưa lên cho có sao phạt được xe tải được. Wow. Xe tải đang đi từ do anh chị ẩu anh phóng rồi. Ủa, bên mình đã chuẩn xe nào chưa? Đến mẫu, có để đến mẫu nhé. À. Hai mẫu. Đúng mấy em sang em mới in bản để đủ mới đủ. Ờ. Hai mẫu, một mẫu lưu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bên này thì bạn đang trộn đâu ở nhà đâu mà chơi. Thế không gọi. Em bận đôi chơi đẹp. Chơi game đó. Vừa là chơi kia là phải tập thân em đống chơi. Qua chơi, chơi tí thua mất sẽ 60. Liêng. Liêng thằng vua chung nó chơi đúng một phát là nãy 3-400. Và ba là gì? Vợ con liên ban gì từ bỏ tay chung ấy chung ở bên khu chuyển qua đấy chung mới vô gì chung với tí tí không mới vô lên điện hả à? Tí chứ nào tí đi bên vệ đấy đó à ừ mới vô ban lần ba luôn chứ ba rồi đông nhỉ đông ghê nhiều quá đông đen luôn á cái mười mấy người bằng cái công ty hơn cái công ty rồi hơn chứ cái dàn lãnh đạo 5 người rồi hai mấy người mà chi phí nhiều mà chi phí ba công việc nhiều quá đâu đâu cái nhỏ thì chú như cái 759 giám sát mẹ mới kể gần chục người nhá ngồi đấy mất bao nhân lực rồi thôi ban công ty luôn tự luôn nếu mà đủ năng lực thì nó luôn qua Tết nhà bà em được qua Tết mấy ngày bà em chơi nhỉ? Hả? Năm rồi đấy. Lâu quá. Năm rồi đấy. Nghe mình lâu gặp trên công ty thôi, đúng không? Anh chỉ gặp lên công ty có gặp chú ở trên ấy không? Đi suốt. Nhưng mà đi suốt mà
Cái sàn của cái sao bọn ông tháng 7-9 có giống nhau không ta? Thay sàn chưa? Để anh em mở ra xem cái thay sàn chưa? Sợ là nó khác nhau mà ông chưa thay sàn trước này là ra cái phối sai. Xe 12.5 xe bóng hà khác à? Thank you.
đông cư lòng lẽ dòng được đâu như đó như là nó mọi người nó hết mà nó bị cái này mà ồ chứ không phải là cái gì đó đồ đẹp rồi để bạn con sẽ đẹp mặt cao để đẹp như thế đó. Yeah.
Chụp đi à? Đi rồi. Nó bị nhà tải rồi mới tải. Nhà có em wifi không tải à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.